Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Chúng ta tiếp tục đến với tựa game Vân Mộng Tứ Thời Ca, một tựa game vừa mới ra mắt thôi. Mình có làm cái clip trải nghiệm game và chia sẻ cái gift code cho anh em rồi. Cái gift code đó thì mình... Mà thôi anh em cứ xem cái clip đấy thì anh em biết. Còn cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em các cái cách để chơi cái tựa game này nhá. Những anh em nào mà đặc biệt là những anh em tân thủ, những anh em mới thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chơi các cái tựa game này, cũng như là các cái mẹo mà kể cả những anh em cũ rồi biết chơi những thể loại nào rồi thì có khi có lẽ cũng có những thể những cần những cái kiến thức này cho mọi người. Mình sẽ vào luôn, một lần vào luôn này. Đầu tiên thì khi mà chọn đội hình ấy thì như anh em biết là ở cái game này thì nó phân thành ba cái, nó gọi là ba cái giới, nó gọi là yêu giới, nhân giới và minh giới. Thì anh em khi mà chọn đội hình ấy thì anh em cố gắng là chọn 5 cái vị tướng đều cùng nhân giới hoặc đều cùng yêu giới hoặc đều cùng minh giới anh em nhá. Thì nó sẽ hiệu quả hơn khi mà đánh PVP. Tại sao hiệu quả hơn? Bởi vì là mỗi lần như anh em biết thì cái đoạn đầu game nó có hướng dẫn cho mình đấy, là nếu mà cùng ví dụ cùng nhân giới chẳng hạn thì khi mà đánh ở nhân giới thì cái tướng nhân giới đấy sẽ được tăng thêm 30% sát thương, và ngược lại ở yêu giới hay là minh giới cũng sẽ như vậy. Nên là mọi người cố gắng là chọn 5 tướng cùng 3 cái yêu giới, nhân giới, minh giới đấy. Cái phần thứ hai mà mình lưu ý với anh em đó là khi mà đạt tới cái level 12 ấy thì cái game này nó sẽ cho anh em một cái chức năng gọi là chức năng quẻ bói. Thì cái quẻ bói này thì anh em sẽ nhận được một cái quẻ tăng xác suất mở ra được cái tính cái tướng SSR. Cái tướng SSR là cái tướng cao nhất ở trong cái tựa game này. Hiện tại thôi, mình nghĩ là trong thời điểm hiện tại thôi thì SSR đang là cao nhất. Thì anh em quay thử xem sẽ được nghĩa là cái xác suất mà sẽ được cái tướng SSR là tương đối cao. Thế nếu mà nhưng mà anh em, nếu mà anh em không ưng cái tướng SSR đấy thì anh em nên cày lại như là bao các tựa game khác ấy. Ví dụ như là những cái tựa game kiểu gacha này, ví dụ Dâm Dương Sư ngày xưa, hay là mới đây là những tựa game Quyền Vương Chiến đấy, thì bao giờ cái nhà phát hành thì họ cũng sẽ cho anh em là quay 10 lần cái quay tướng ấy, và mọi người sẽ được một cái tướng rất là cao ở trong cái tựa game này là tướng SSR, nhưng mà nó sẽ ra random, nghĩa là ngẫu nhiên một cái tướng nào đấy. Và nếu mà cái tướng đấy mà anh em ưng thì anh em cày tiếp, còn nếu mà anh em không ưng thì anh em sẽ cày lại lên level 12 nhá. Thì anh em quay đến khi nào được tướng ưng thì thôi. Và ở cái giai đoạn đầu này, nhà phát hành họ mở server liên tục nên anh em không có ngại đâu, kể cả anh em có đổi server mới cũng được, bởi vì là một ngày thì mình nghĩ có khi là game nó ra đến 1-2 server mới cơ, trung bình là một ngày một server mới. Nên là anh em cứ thoải mái trong cái giai đoạn đầu này đi. Mình biết là mình nói những cái này thì có khi là có thể là không biết nữa, không rõ nữa là có những mà thôi, chẳng nói về vấn đề đấy. Mình sẽ nói tiếp về cái tiếp theo, đó là khi mà anh em đạt tới cái level 6 hoặc là 7 thì anh em sẽ nhận được một cái nhiệm vụ gọi là độ kiếp yêu tinh. Thì cái hệ thống ở trong game này, họ sẽ bắt anh em, đây này, cái con sơn quỷ này, họ sẽ bắt anh em là sẽ độ kiếp cái con sơn quỷ này lên thiên nhá. Đấy. Nhưng mà cái con sơn quỷ này thì lúc đấy anh em sẽ có những cái tướng mà có thể anh em thích và anh em chơi những cái tướng khác chẳng hạn. Thì lúc đấy anh em tắt game đi. Sau đó anh em vào lại. Anh em vào lại và anh em chọn một cái yêu tinh, mà một cái yêu linh mà SR nào đấy. Ví dụ đây là sơn quỷ SR này, thì anh em cũng chọn một cái yêu linh SR nào đấy mà anh em xác định chơi lâu dài ấy. Ví dụ như là có những cái yêu linh ở trong này, nó sẽ có, tuy là SR nhưng mà nó sẽ có cái khả năng là tăng lên SSR về sau ấy. Thì anh em nên chơi những cái tướng đấy. Đấy, những cái tướng đấy thì anh em chơi cái tướng đấy, anh em độ kiếp lên. Anh em hiểu không? Thì mình khuyên là như vậy. Đó là cái cách thứ 3 mà mình muốn nói cho anh em. Đến cái thứ 4. Cái thứ 4 thì như anh em biết là ở trong cái giai đoạn đầu game này, để mà cày cái gọi là linh thạch ấy trong cái giai đoạn đầu này rất là khó, vì là lúc đầu thì anh em rất là yếu, cái khả năng sát thương rất là kém. Thế nên là anh em cố gắng là lập tổ đội 3 người và mỗi người sẽ có 1 đến 2 con tướng khỏe nhất, thì anh em đi cùng nhau thì nó sẽ đơn giản hơn là rất là nhiều. Một cái nguyên tắc thứ tiếp theo, nguyên tắc thứ mấy rồi nhỉ? Không nhớ nữa. Thứ 5 à?
thứ năm thì phải. Thì cái nhân vật chính của chúng ta đó là Tiểu Kỳ nhé. Ở trong cái game này thì Tiểu Kỳ nó là cái nhân vật chính lúc đầu game, cũng dùng để giới thiệu cho anh em. Thì cái nhân vật này anh em nên dùng, vì kể cả trong PvP lẫn PvE ấy, nghĩa là đánh với cả người hay đánh với cả quái hay boss ấy, thì đều rất là hiệu quả. Bởi vì là cái nhân vật Tiểu Kỳ này nó có cái skill gọi là đẩy lùi hành động của một tướng về ban đầu. Đấy, thì cái việc này sẽ giúp anh em là cướp được cái lượt của boss ở những cái map mà event ấy. Đấy, hay là những cái map linh thạch ấy đều rất là hiệu quả, thì anh em nên chơi Tiểu Kỳ trong cái giai đoạn đầu này anh em nhá. Cái tiếp theo thứ mấy rồi ấy, mình không nhớ được. Thì như nào nhỉ? Nghĩa là cái anh em nên up những cái tướng mà thì mình nghĩ lại đã. Xem nào. À, nghĩa là như thế này, nghĩa là anh em xem nào, nghĩa là anh em nên chọn những cái tướng mà cái đêm chính nó phải cao ấy. Bởi vì cái giai đoạn đầu này mình rất quan trọng cái lượng sát thương để đi ải, nên là cố gắng chọn những cái tướng mà cái sát thương của nó lớn thay bằng những cái tướng có hiệu ứng. Bởi vì là những cái tướng hiệu ứng ấy, nghĩa là những cái tướng hỗ trợ ấy, thì thường sát thương sẽ không to, mà nên để về sau thì tốt hơn. Anh em có hiểu ý mình không? Nghĩa là anh em nên chọn những cái tướng mà có sát thương. Bởi vì là tuy là cùng là một cái, ví dụ cùng cái chỉ số sát thương là chỉ số S ấy, nghĩa là chỉ số công là chỉ số S, nhưng mà ở trong cái game này, giữa cái tướng đêm ấy và cái tướng hỗ trợ ấy, nó rất là chênh lệch với nhau. Chứ nó không như kiểu âm dương sư ngày xưa đâu, không như kiểu cái game âm dương sư ngày xưa là cái chỉ số mà cùng là S thì cái lượng sát thương nó ngang nhau, nhưng không phải thế. Mà cái này thì cái chỉ số nó sẽ chênh lệch nhau, nên là anh em cố gắng là chọn cái đêm chính của mình là một cái tướng sát thương, chứ đừng chọn tướng hỗ trợ. Cái tiếp theo thì mọi người để ý ở trên màn hình này, đây là cái lụa. Lụa là cái tiền chính ở trong cái tựa game này, nó như bao các tựa game khác. Cái thể loại gacha này thì anh em đừng có xài lụa phung phí, mà theo mình ấy chủ yếu là chỉ để mua thể lực thôi, theo mình là như vậy. Hoặc là có những cái nó gọi là những cái nguyên liệu độ kiếp ở trong shop ấy thì có thể anh em dùng, nhưng mà theo mình thì vẫn chỉ nên là dùng để mua thể lực, hoặc là có cái event nào hay là một cái gì ngon lắm thì anh em mới nên dùng thôi. Còn anh em cố gắng tiết kiệm cho mình, vì sao? Vì sau này nó sẽ ra rất nhiều những cái event mới, mà lúc đó mà anh em mà không có đủ thể lực để đua với những người chơi khác ấy, thì anh em sẽ đuối và anh em sẽ chán game. Nên là cố gắng là hạn chế tiêu cái lụa này để dành cho những cái lúc về sau anh em nhé. Còn cái gì nữa không nhỉ? Còn cái gì cần lưu ý nữa không? Không nhớ còn cái gì lưu ý cho mọi người nữa không? Có lẽ là như vậy thôi. Mình muốn lưu ý với anh em một cái nữa là cái mà nghĩa là lúc đầu anh em được 10 lần chiêu mộ cái yêu linh ấy, thì ở lần thứ 11 thì anh em sẽ nhận được cái tướng SSR ấy. Đấy, thì nếu mà không ra được SSR như ý ấy, thì anh em tạo hẳn một cái account mới cho mình để chơi lại, và đến bao giờ thì anh em được cái tướng SSR ưng ý thì anh em thôi. Đó là cái đó là cũng là cái lời khuyên của mình. Ok, ở cái clip đầu này thì mình hướng dẫn cho anh em các những anh em mà biết cái cách mà chơi để có thể tồn tại được lâu dài ở trong cái tựa game này. Ở cái clip thứ hai thì mình sẽ clip tiếp theo ấy, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để kiếm cái trong game này nó gọi là cái gì ấy nhỉ, đây này, nó gọi là linh gì,
đây này, tinh linh bách linh này này, kiếm những cái viên này, tinh rượu này, cái đá tinh rượu. Đấy, anh mình sẽ hướng dẫn cho anh em kiếm cái đá tinh rượu ở trong cái game này để anh em có thể quay ra được những yêu tinh yêu linh mà anh em mong muốn nhá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi clip, và anh em mà thấy clip hay thì hãy like, share như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đồng thời cũng để cập nhật những cái clip tiếp theo về cái tựa game âm dương âm dương sư, tựa game Vân Mộng Tứ Thời Ca này cho anh em. Cùng những cái tựa game khác mà mình vẫn làm song song. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.